Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, Cubitech đây. Các bạn có thấy trên tay mình là cái gì không? Một cây bút đúng không? Hôm nay nhờ cây bút này, mình sẽ giải thích cho các bạn về hai cái khái niệm trong vật lý. Nó là động năng và thế năng. Thì hai cái khái niệm này nó là cái gì? Trước khi mà vào video á, mình sẽ nói cho các bạn biết là tại sao khi mà các bạn học về hai khái niệm này các bạn lại không hiểu nó. Bởi vì khi mà các bạn học trên trường á, thì giáo viên thường sẽ chạy rất là nhanh về những cái khái niệm, thường sẽ kiểu là đọc cái này đọc cái kia đi, và kiểu như thường sẽ có chỉ có một tiết để dạy thôi, và giáo viên thường sẽ chạy nhiều về bài tập, cho nên là các bạn sẽ không có một cái nhìn tổng quan về cái khái niệm đó, và cũng cuối cùng là không hiểu nó là như thế nào, cho nên là các bạn không có biết về nó. Và mình làm cái video này là mình mong là các bạn sẽ hiểu được về động năng và thế năng là cái gì, để khi mà gặp vào trong bài tập đó, hoặc là khi mà ra thực tế nhìn là biết ở cái này nó có thế năng, cái này nó có động năng chẳng hạn. Rất là hay đúng không? Thì mình sẽ đi trước tiên là vào thế năng. Thế năng là cái gì? Thế năng á, tiếng Anh nó là potential energy. Các bạn có thể kiếm những cái tài liệu tiếng Anh để mà đọc qua, dùng cái tính năng dịch của Google Chrome á, các bạn dịch qua thì các bạn sẽ thấy là tiếng Anh á, người ta giải thích rất là dễ hiểu, thì cái đó các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ở đây mình sẽ nói thế năng nó là một cái dạng gọi là năng lượng tiềm tàng. Có nghĩa là như thế nào? Nghĩa là ví dụ như ở đây mình không còn điện thoại, mình sẽ lấy cái máy đọc sách của mình. Ví dụ như buổi tối khi mà mình đi ngủ á, trước khi mình đi ngủ mình sẽ hay đọc sách. Ví dụ như mình đọc như thế này đúng không? Thường là nằm xuống, kiểu như nằm xuống đọc như thế này đó. Và khi mà đọc á thì buồn ngủ, mà buồn ngủ cái kiểu như tay yếu cái thả ra một cái xong nó rớt vào mặt cái bột, cái này đau không? Rất là đau. Nhưng mà nhờ đau đó mình mới biết là lúc mình cầm cái máy đọc sách trên tay á thì cái máy đọc sách này nó có thế năng. Và cái thế năng mà cái máy đọc sách này nó đang sở hữu á, gọi là thế năng trọng trường. Thì thế năng trọng trường á, hiểu đơn giản là khi mà một vật nó ở cao hơn so với cái góc. Cái góc hồi nãy trong ví dụ mình là cái mặt của mình. Một vật nó có độ cao so với cái góc thì cái vật đó nó có thế năng. Đó, còn thế năng dương hay âm thì tùy vào cái độ cao. Ví dụ như cái mặt của mình mà cái máy đọc sách nơi dưới thì thế năng âm. Nhưng mà cái vấn đề đó các bạn xem trong sách, xem đề cương á, tại vì mình sẽ không nói. À, trọng trường nó là cái gì? Trọng là trọng lực, trường là cái trường tương tác. Thì hiểu đơn giản là trọng trường có nghĩa là cái trường hấp dẫn, cái trường trọng lực của trái đất. Mình đang ở trái đất đúng không? Thì mình nói là trái đất. Thì cái trường này rất là lớn, là nhiều vật chịu tác dụng của cái trường này. Ví dụ như mình, các bạn đang xem video xa hơn một xíu thì sẽ có những cái đám mây bồng bềnh, những cái chất khí, và xa hơn nữa thì sẽ có trạm vũ trụ ISS, những cái vệ tinh phát wifi của Elon Musk, vệ tinh như là Vinasat của Việt Nam để truyền hình, là xa hơn nữa thì có cái gì, xa hơn nữa có chị Hằng. Những cái vật đó nó của một cái gọi là trọng trường, phạm vi ảnh hưởng của cái trọng lực thì gọi là trọng trường. Thì một vật nằm trong cái trọng trường và có độ cao so với cái góc là gọi là vật đó có thế năng trọng trường. Ví dụ như cái bút này mình để trên đầu mình, thì lúc này nếu mà so với cái đầu của mình á, thì cái vật này nó không có thế năng. Nhưng mà khi mà mình thả cái đầu mình ra, mình so cái vật này với mặt đất thì cái vật này nó lại có thế năng trọng trường. Đúng không? Tại vì ví dụ như mình để đây, khi mà mình thả ra nó lăn thôi. Ví dụ là để đây thì mình thả ra nó sẽ không có rớt, tại vì đây là gốc mà nó không có rớt. Nhưng mà khi mà mình để đây mình thả xuống thì cái bút mình nó rớt. Thì lúc này cái bút mình á gọi là nó có thế năng trọng trường so với mặt đất. Cái thế năng trọng trường á nó quan trọng hai cái. Thứ nhất là cái gốc. Cho nên là khi mà làm toán các bạn hay thấy là chọn gốc thế năng là mặt đất hay gì đó, hay là cái nóc tòa nhà chẳng hạn, thì cái gốc thế năng rất quan trọng. Và cái thứ hai là cái độ cao. Nghĩa là nếu mà cái vật á nó ở trên, ví dụ nó ở trên mặt đất thì nó sẽ không có thế năng. Còn nó ở trên cao thì nó sẽ có cái thế năng trọng trường so với mặt đất. Còn cái chuyện mà nó ở dưới thì mình sẽ không có bàn tới như hồi nãy mình đã nói. Thì cái đó là về thế năng trọng trường. Cái tiếp theo là thế năng đàn hồi, là cái thứ hai, thế năng đàn hồi. Thì thế năng đàn hồi nó là cái gì? Các bạn nhìn cái bút của mình.
cây bút của mình đó, nó có một cái lò xo trong này. Khi mà mình ấn vào thì các bạn thấy cái lò xo của mình đó, khi mà mình ấn vào cái lò xo của mình đó, nó sẽ bị nén lại đúng không? Xong rồi khi mà mình thả ra nè thì cái lò xo mình nó văng ra. Nếu mà nó ở đây không có cái miếng chặn á là cái lò xo mình nó, cái cục chặn nó sẽ phóng ra ngoài. Thì khi mà cái lò xo mình nó bị nén hoặc là nó bị kéo giãn ra thì lúc này mình nói là cái lò xo này nó có cái thế năng đàn hồi. Hoặc là ví dụ cái miếng silicon này chẳng hạn đi, khi mà mình ví dụ mình ép nó vào vậy nè là nó đang có thế năng đàn hồi. Khi mà mình thả nè, đó mình thả ra nó búng lên lại thì cái này nó cũng có thế năng đàn hồi. Thường trong ví dụ mà mình học á thì mình sẽ thấy là lò xo vậy, còn cái khác mà nó có thế năng đàn hồi không thì đây, ví dụ như một cái miếng cao su như thế này thì nó cũng có thế năng đàn hồi đó. Ví dụ mình bẻ cong xuống xong mình thả ra thì nó búng lại đó. Chỉ cần mà nó có lực đàn hồi, cái này cũng là lực đàn hồi ha, chỉ cần nó có lực đàn hồi, một cái vật mà nó có lực đàn hồi thì nó sẽ có cái gọi là thế năng đàn hồi. Đó là xong cái phần mà thế năng. Thứ hai là phần động năng. Thì động năng á, tiếng Anh nó là kinetic energy, có nghĩa là cái năng lượng mà vật nó có do là chuyển động. Động đó là chuyển động hoặc là động lực á. Thì mình ví dụ như là sóng thần á, khi mà sóng thần nước nó di chuyển như thế này đúng không, nó đụng một cái tòa nhà, nó làm cái đùng ập cái tòa nhà xuống, thì lúc đó là cái năng lượng trong cái đám nước đó nó truyền vào ngôi nhà và nó phá ngôi nhà. Thì lúc này cái năng lượng của cái sóng thần đó, nó truyền vào mấy cái tòa nhà thì gọi là cái sóng thần nó có động năng. Hoặc là ví dụ như cái nước trên thác đổ xuống, khi mà nó đổ xuống nó làm quay mấy cái tua bin nước chẳng hạn, mấy cái cối xay nước đó, nó làm xoay, thì lúc này mình cũng gọi là cái nước này nó có động năng, bởi vì nó truyền năng lượng, nó có năng lượng xong nó cho vật khác thì gọi là động năng. Thì tại sao mà mình lại giải thích về thế năng trước? Bởi vì á, như các bạn đã thấy á, mình sẽ lấy ví dụ về cái nước đi. Các bạn có thể thấy là cái nước là nó từ trên cao. Khi mà nước nó ở trên cao là như nãy mình đã nói là trên cao, mình so với mặt đất thì nó sẽ có thế năng đàn hồi. Xin lỗi, thế năng trọng trường. Thì khi mà nó chảy xuống như thế này và nó làm quay tua bin nước thì nó sẽ có động năng, nó sẽ thành động năng. Các bạn nghe một cái câu rất nổi tiếng là năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì trong cái nước này khi mà nó ở trên cao là nó có thế năng, xong khi mà nó đổ xuống dưới tác dụng của trọng lực á, nó đổ xuống thì lúc này cái thế năng trọng trường nó sẽ chuyển thành dạng là động năng. Và cái động năng này nó sẽ truyền năng lượng cho cái tua bin nước, cho cái cối xay nước mà nó quay đó. Cho nên là mình mới muốn giải thích về thế năng trước, bởi vì thế năng là cái pha đầu tiên. Cái pha đầu tiên là cái vật nó ở trên cao, cái vật nó đang tích trữ năng lượng. Cái thế năng á, có nghĩa là năng lượng tiềm tàng, năng lượng mà được tích trữ bên trong cái vật. Ví dụ như nước thì lúc đó nước nó tích trữ năng lượng, nó chưa có bung ra. Khi mà nó đổ xuống thác á, thì lúc đó cái năng lượng của nước nó mới bung ra và nó chảy xiết mạnh xuống, nó làm cho xoay cái cối xay nước đó. Thì cái ví dụ của mình á là nó như vậy. À còn một cái nữa, đó là như các bạn thấy á, là năng lượng, khi mà trong công thức thì năng lượng nó bằng là cơ năng á, nó bằng là thế năng cộng cho động năng. Cơ năng hay năng lượng nó như nhau, cơ năng nó bằng thế năng cộng cho động năng. Là do là khi mà ví dụ cái bút đi, cái này dễ nói hơn, cái này nó đang có thế năng, nó đang tích trữ năng lượng bởi vì nó đang ở trên cao nè. Xong rồi khi mà mình thả, mình yếu tay á, mình thả cái nó làm cái bọt vào mặt mình, thì lúc này á, lúc này là cái máy đọc sách của mình nó sẽ có động năng, nó đập cái bột vào mặt mình và thế năng nó sẽ chuyển thành động năng. Cho nên là khi mà tính năng lượng thì sẽ cộng hai cái loại này lại thì nó thành là năng lượng của cái vật đó, là bằng thế năng cộng cho động năng. Vậy là mình đã giải thích cho các bạn biết là động năng và thế năng là cái gì và chúng liên hệ gì với nhau. Và thế năng thì có thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi. Thế năng nó có một loại nữa là thế năng tĩnh điện, nhưng mình sẽ không đi vào cái đó, tại vì cái đó trong chương trình phổ thông mình không học. Rồi, mong là các bạn có những giờ phút xem video thoải mái, cũng như là hiểu hơn về khái niệm động năng và thế năng. Thân và Thông, bye bye mọi người. Mình muốn đố các bạn một câu: liệu thức ăn có phải là một dạng thế năng hay không? Câu trả lời sẽ được mình bật mí.
trong video sau.